Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi liệu đã bao giờ bạn nghĩ về việc mình sẽ làm nếu như không trở thành một nữ thần tượng, Lisa đã thành thật trả lời cô đã từng có những kế hoạch cho riêng mình. Cụ thể, ngày 16 tháng 7, Never đưa tin Lisa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Marie Claire China. Và năm qua, văn hóa K-pop bị cấm tại thị trường Trung Quốc. Lisa trở thành ngoại lệ khi được xuất hiện trên những tạp chí đắt giá nhất, có vị thế nhất. Trong buổi chụp ảnh với Marie Claire, Lisa chia sẻ về ước mơ nếu không là thành viên của Blackpink. Đồng thời, cô còn kể về khoảng thời gian luyện tập từ nhỏ để đạt tới thành công như ngày hôm nay. Theo đó, em Úc Blackpink muốn tới học cấp 3 ở Úc và trở thành một giáo viên dạy nhảy. Nếu như tôi không tới Hàn Quốc, tôi nghĩ tôi có thể sẽ đang làm rất nhiều công việc khác nhau, Lisa chia sẻ. Nhớ lại khoảng thời gian còn làm thực tập sinh, Lisa tiết lộ từng có một cô giáo khuyến khích Lisa theo đuổi ánh đèn sân khấu. Cô giáo giúp Lisa có động lực để trở thành ca sĩ. Và đó là lý do khi YG mở cuộc tuyển chọn, Lisa đã không hề do dự để đăng ký và trở thành một thực tập sinh. Mặc dù không có ngày ra mắt cụ thể nên đôi lúc Lisa và các thành viên Blackpink cảm thấy hơi khó khăn, nhưng cô vẫn luôn tự tin rằng mình có thể biến ước mơ thành hiện thực. Tôi thường sẽ kể cho mẹ khi tôi thức dậy mỗi ngày và hôm nay tôi đã luyện tập rất muộn ở phòng tập ra sao. Mẹ cũng tò mò về việc tôi sống như thế nào. Việc đó như viết nhật ký. Mỗi ngày hai mẹ con nói về việc tôi đã làm, tôi và mẹ đã ăn gì, gặp ai. Một lần tiền bối Taeyang Big Bang đã nhìn thấy tôi và nói, Lisa cố lên, điều này thực sự đã khích lệ tôi rất nhiều. Lisa nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn. Cho tới khi nhóm nhạc Blackpink trở nên nổi tiếng toàn cầu, Lisa luôn hạnh phúc bởi thường xuyên nhận được tình yêu của những người hâm mộ trên khắp thế giới. Bên cạnh tên gọi Lisa Blackpink, em muốn được mọi người biết đến với họ tên đầy đủ của mình là Lisa. Em muốn nói với mọi người rằng mình là người Thái, mình là Lisa. Em tự tin vào bản thân mình và muốn truyền tải điều đó tới những bạn fan hâm mộ của mình, Lisa bày tỏ. Nói về tương lai 10 năm nữa, nữ thành viên Blackpink mong muốn mình có một cuộc sống bình yên và làm những điều mà mình muốn cùng với mẹ. Mặc dù vậy, cô tiết lộ bản thân là người sống cho hiện tại và ít có suy nghĩ nhiều về tương lai. Hiện tại là những gì mà cô đang cố gắng để tận hưởng nó. Hiện tại, cùng với thành công của nhóm Blackpink, Lisa được nhiều huấn luyện viên vũ đạo công nhận là thần tượng có khả năng nhảy tốt nhất K-pop. Sau đó, cô còn được mời sang Trung Quốc làm huấn luyện viên cho chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 3. Theo giới chuyên môn, nhà sản xuất đã trả cho nữ ca sĩ số tiền khổng lồ bởi danh tiếng vang dội khắp châu Á của cô. Tháng 9 năm 2021, Lisa cũng ra mắt đĩa đơn La Lisa và đạt thành tích ấn tượng cả về số lượng bán album cứng, album vật lý và lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Tôi hài lòng với kết quả của album solo và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, nữ ca sĩ Thái Lan nói. Bên cạnh thành tích âm nhạc, Lisa còn được đánh giá là cái tên khiến nhiều thương hiệu thời trang săn đón. Mới đây, cô tham gia 2 tuần lễ thời trang tại Paris và Milan. Những từ khóa và chủ đề liên quan tới nữ ca sĩ được truy cập nhiều nhất trong số các ngôi sao nổi tiếng tham gia sự kiện, vượt qua cả các ngôi sao US-UK hay thành viên các nhóm nhạc nam K-pop. Nữ ca sĩ phá vỡ kỷ lục và vươn lên thành nghệ sĩ solo người châu Á được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm 2022. Khoảng 30 triệu bài đăng đính kèm hashtag liên quan đến cô. Từ khóa chính, Lisa is selling đạt hơn 7 triệu lượt đề cập. Tờ Korea Herald đưa tin Blackpink phát hành album mới vào tháng 8. Công ty quản lý YG Entertainment xác nhận thông tin và cho biết nhóm nhạc đang thu âm những bài hát mới. Họ quay MV mới vào cuối tháng này và chính thức trở lại ở tháng 8.